xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt trên quốc lộ 25 đoạn qua xã Hội An, huyện Phú Hòa. Thì sáng nay mình có đi quay tuyến nội giãn cao tốc Bắc Nam đoạn qua xã Hội An, huyện Phú Hòa. Tháng 1 hôm 4 mọi người. Thì clip trước mình đã quay về xã Hội Trị rồi mọi người. Tiếp tục mình sẽ qua xã Hội An xem thử triển khai tới đâu mọi người. Đó. Nhìn hai bên này hoàn đặt nền độ rất là cao luôn. Quan sát từ xa thì mình thấy đặt nền độ các bạn đã gần xong rồi. Rất nhiều xe tải đã tập trung ngay trên phần đặt nền này mọi người. Rất nhiều luôn. Anh chị về hướng này qua cho người xem. Con này cao 43 mét mọi người. Thảm hơn vậy thì phần này đã phần cầu đã xong, lấy phần dầm luôn mọi người. Có một số hộ dân kinh doanh buôn bán ở dưới phần cầu này. Số hộ dân này là dính giải tỏa phá dỡ ra. Tại vì không chỉ xây phần đường này mà số hộ dân này không nữa nó không xây mọi người. Tại vì sẽ xây một ranh giới để bảo vệ không cho
các phương tiện cũng như động vật vào cao tốc mọi người. Nó sẽ có mốc lộ giới của cao tốc mọi người. Với một số tiếng dài như thế này, đất nền cao thế này sẽ tốn rất nhiều chi phí cho phần đất nền mọi người. Khi mà thi công tại tỉnh Phú Yên, được cái là như vật liệu xây dựng rất dồi dào, phần đất đá đều có hết cả, từ mặt bằng tới cho tới các phần thi công đại dâm đều có đầy đủ hết cả. Xét từ xe thì có rất nhiều các cầu mương đi về hoặc bè cống chú dân sinh mọi người. 1, 2, 3, 4. Được rồi, đợi mình chỉ vào hướng trong kia xem thử đoạn gần với cầu sông Ba, cầu Đa Rang, bắc qua sông Ba, phần cao tốc Bắc Nam xem thử tại đâu mọi người. Rồi thôi mọi người, đây mọi người, phía trong này là gần giáp với đoạn cầu Đa Rang cao tốc Bắc Nam, đó có sông Ba mọi người. Thì tháng trước mình có quay đoạn này thì phần cầu chưa xong, đến tháng này đã tiếp tục thi công phần lan can mọi người. Đây là cầu quay Trang Sinh mọi người. Tại vị trí này thì tầng đơn đã được nâng lên mọi người. Wow. Chỗ này là khu bãi tập kết và nhóm thiết bị cũng như công nhân kỹ sư đang ở chỗ này mọi người. Đúng vị trí này có thể quan sát được phần cầu Đa Rang bắc qua sông Ba của cao tốc Bắc Nam, rất đẹp luôn. Thì phần cầu này đã được hoàn thiện 56 nhịp qua cầu mọi người. Giờ chỉ có thi công các hệ thống lan can và thi công phần bê tông trên cầu và đá nhựa. Đâu rồi thì sớm nhất mình có vay tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam đầu qua xã Hậu An, huyện Phú Hòa, tháng 1/1/04 mọi người. Thì clip của mình đây là hết, mình sẽ hẹn mọi người clip sau. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Bye bye.